Hello tất cả anh em nha và chào Monro trở lại với channel của mình. Mình là Bisugu đây và chào Monro trở lại với cái stream mà Bisugu chơi đứa cho trong lý mùa 7 nha. Ok anh em ơi, thì ngày hôm nay nếu như anh em chưa biết á, ngày 9 tháng 6 nha, thì đứa cho trong lý mùa 7 đã chính thức cập nhật về server Việt Nam rồi. Mọi người có thể tải về và chơi ngay lập tức. Ok, thì cái trận này nè, mình xin được phép gửi tới mọi người một cái bài meta đang cực kỳ rác luôn á. Tại vì sao mình gọi là rác? Tại vì thứ nhất á, nó cực kỳ mạnh nha, và thứ hai á, nó quá là dễ chơi luôn, và thứ ba đó là con tướng carry của anh em á, dù có bị giành tướng nhiều cỡ nào hoặc là nó gọi là lúc đầu game nó không ra á, nhưng mà anh em roll kiểu nào cũng chắc chắn luôn nha, hầu như là 99% luôn á là được 3 sao, trừ khi mà nó hết tướng ở trong shop thôi nha, còn anh em roll một hồi á cũng chắc chắn luôn là được 3 sao. Thì cái bài này tên là Nami Carry nha mọi người, đi chung với cả Pháp Sư và Thượng Long, một con tướng hai vàng thôi nhưng mà nó đang gọi là khuấy đảo cái cộng đồng mạng luôn đó. Hiện tại là có hai bài rác nha, nhưng mà bài kia thì nó lại cần khá là nhiều yếu tố hơn. Bài đó chính là Aurelion Storm Pháp Sư, thì nó phải con rồng 10 vàng, với lại nó cần cái ống Pháp Sư nữa. Nhưng mà riêng cái bài này á, anh em không có cần cái bùi gì đó, anh em chỉ cần là con Nami 3 sao cộng với đó chính là hai món đồ mà mình nghĩ là bắt buộc phải có luôn, còn không có cũng không sao cả anh em, tại vì nó mạnh quá mà, nó đang rác quá mà, anh em có thể spam được cái bài này nha. Tại vì cái hệ Thượng Long là một cái hệ mà sinh ra để cho anh em spam như cái bài giót đồ, rồi là mỗi cái lần roll thứ năm nha anh em ơi, nếu như mà mọi người kích hoạt cái hệ Thượng Long này, nó sẽ tăng tỷ lệ xuất hiện tướng Thượng Long ở trong cửa hàng. Những con tướng đó là như là Nidalee nè, Vladimir nè, rồi Skarner nè, rồi cả con Illaoi nữa style anh em à, mình nhớ không nhầm là vậy. Nhưng mà con tướng Nami 2 vàng rồi nè, cái skill của nó đó chính là búp máu cho đồng minh và nảy lại gây sát thương cho đối thủ nha. Mọi người đã từng chơi liên minh đó thì cái chiêu này mình nhớ không nhầm á là chiêu W nha, hồi máu cho tướng mình xong rồi nó nảy nữa mà và gây sát thương tướng địch. Thì hai món đồ cần thiết để mà chơi cái con tướng carry này á, tại vì mình nghĩ là hai món thôi thì kiếm khá là dễ luôn á, đó chính là Sojin với lại là dao điện nha. Một cái món mà giúp cho Nami until xài skill liên tục, một cái món là giúp cho Nami giảm kháng phép của đối phương nha, và đi chung với cái hệ đó chính là 7 pháp sư kẹp với 3 thượng long. Bài này đang cực kỳ dễ chơi nha, và bài này có thể spam được, có thể spam được. Thì cũng có anh em inbox mình hoặc là nhắn tin ở trên fanpage hay là group đó, anh em kêu mình cập nhật meta đi. Ok, thì mình sẽ cập nhật meta hàng ngày giúp cho anh em ở trên kênh Biosagi này nha, hàng ngày luôn nha anh em ơi. Mình sẽ đăng một cái về đồ dị nè, một cái về meta nè, để cho mọi người có thể vừa giải tỏa stress mà vừa có thể leo rank ha. Rồi ok anh em ơi, cứ pháp sư mà bích nha. Trong cái hệ Thượng Long này á là đã có hai con pháp sư rất là rẻ tiền rồi anh em à. Trời ơi, thấy không? Anh em thấy roll Nami nó cực kỳ dễ không? Cái này mọi người chưa biết ha, thì cái trận này có tận là hai ông chơi chung Nami với mình nha. Và một ông trong đó là ở ra 3.1, hồi nãy mình nhớ không nhầm á là đã có 7 con Nami rồi. 7 con Nami ở round 2.1 nha, mà mình vẫn có thể roll được mấy con Nami này cực kỳ dễ luôn. Tướng 2 vàng á, tổng cộng là 22 con nha. Mọi người chỉ cần được 9 con thôi là được 3 sao rồi. Thì chỉ có điều á, một cái trận mà tầm 4 đến 5 ông chơi cái bài này nè thì mới bị hết tướng và roll không ra thôi. Chứ tầm mà 3 người chơi trở xuống á thì anh em kiểu gì luôn á, mình nói thiệt luôn á, kiểu gì roll vẫn ra. Trừ khi mình roll trễ người ta một chút thôi, chứ tầm mà 2 người chơi đi, mình thề với đám luôn á, roll chắc chắn là 13 luôn. Ok, mình sẽ để cái link một cái đồ hình chuẩn của cái bài này ở phía dưới phần bình luận. Tại vì cái đồ hình đó nó sẽ không cần lõi nè, không cần ấn nè, không cần biến hệ đâu nữa, mà chỉ cần đúng level, bỏ đúng tướng vào là sẽ kích hoạt được buff nha. Mà cái đồ hình chuẩn thì mình thường sẽ đi chung với 7 pháp sư và đi chung với Thượng Long để có thể roll được con Nami này dễ hơn. Anh em mà có những cái lõi mà liên quan tới pháp sư á, cái kiểu hoặc là vòng âm á, thì nó phải gọi là siêu siêu mạnh luôn á. Món đồ thứ ba á thì nó có thể ghép cho nó, đó chính là một cái mũ nè, hoặc là quỷ thư nè, hoặc là quyền trượng nè, hoặc là thêm một cái Sojin nữa. Đấy, còn hai cái món đồ đầu tiên á thì mình nghĩ là anh em phải nên có để cho nó tối ưu cái lượng sức mạnh, và chắc chắn là lọt top hoặc là top 1 đó chính là Sojin với là dao điện nha. Bài này đang được người ta spam trên những cái server khác rất là nhiều, và kể cả ở server Việt Nam luôn, nên mọi người nào biết cái bài này trước á sẽ là một cái lợi thế rất là lớn. Anh em nào mà xem tới hay á, hãy đừng quên để lại một like nè, đăng ký kênh nè, cũng như là bấm chuông nha để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình lên trên kênh hàng ngày nha, nó động lực cực kỳ lớn luôn á.
Với lại là mọi người nào muốn mình làm cái gì về mùa 7 này á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mà đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một. Thank you mọi người nhiều. Lúc đầu game mà nó muốn chơi cái bài này á, thì có thể chơi cái form bài là Thượng Long. Tại vì những con tướng rẻ lắm anh em à. Nili 1 vàng nè, Skatner 1 vàng nè, Vladimir 1 vàng nè. Cực kỳ dễ ra lúc đầu game á. Còn mà anh em ra được Nami này thì nó gọi là ok lắm rồi. Đấy, xài skill liên tục như này. Ok, rồi không có nước mắt anh em à. Mình đang thiếu cái nước mắt rồi nè, để mình lắp cái dây điện. Ôi, Nami nữa nè, một con nó được 3 sao à. Cực kỳ dễ luôn á, roll kiểu gì cũng ra. Vlad sắp 3 luôn rồi nè mọi người. Ok, roll nốt nào. Đấy, ở lần roll thứ 5 nha, thì nó sẽ tăng tỷ lệ rớt ra tướng Thượng Long ở trong cửa hàng. Rồi, bỏ slash vào nha, kích thêm 5 pháp sư nè. Quá đẹp. Mọi người nào mà còn chưa hiểu về cách chơi cái bài này hoặc là còn lấn cấn cái nào thì hãy bình luận ở phía dưới. Mình biết cái gì thì mình sẽ trả lời giúp anh em cái đó luôn. Hiện tại hai cái lỗ mình lấy được. À, hôm nay thấy ông anh em ơi, bài có khác gì mình đâu. Có khác gì mình đâu. Y hệt luôn. Chỉ có điều là ông này ông chơi đi chung với Thượng Long là chủ yếu thôi. Nhưng mà ông được con Illui 3 sao nè. Con Illui này là tướng 3 tiền á. Vãi trưởng á, phải thích thì mình chịu anh em ơi. Ổng vừa là Nami 3 sao, ổng vừa là Illui 3 sao nha. Tướng 3 tiền 3 sao quá ra 4 chấm như này nó cũng quá là nhanh luôn đó bạn ơi. Bạn up cấp, bạn roll tướng là hơi bị nhanh rồi đó. Lỗi thứ 3 là cái gì đây? Tiếp tục là lỗi vàng mọi người à. À là cái túi cứu thương đi. Với những cái hiệu ứng mà hồi máu hoặc là lá trắng á thì sẽ được tăng thêm. Mà con Nami này mạnh nhất đó chính là hồi máu rồi. Mấy cái này thì như hổ mọc thêm cánh vậy. Với lại là hồi nãy mình thua là do một phần là mình chưa ghép hết đồ thôi. Đồ mình cũng đang để khá là nhiều. Cái mùa 7 này nè, anh em sẽ được một cái là sẽ không bị cái câu mà game ép tới chết nha. Tại vì anh em được đổi cái lõi nè nha. Được đổi lõi là thứ nhất nè. Được đổi trang bị là thứ hai nè. Ở cái vòng đi chợ, ở cái vòng đánh quái cuối cùng là ra 4.7, 4.6 gì đó. Hồi trước á là mọi người đánh quái nha. Còn bây giờ đó là điều ước đồng thần ở đó mà khi mà em có thể roll đó, roll kiếm mấy cái trang bị mà mọi người cần nhất á, mỗi lần roll đổi lại là tốn một vàng thôi. Nên bây giờ thì chắc chắn là tướng Gary kiểu gì cũng có đồ chuẩn thôi. Anh em phải chủ được tới đó để mà anh em lấy đồ là ok. Đây Nami búp là liên tục ha. Cái pháp sư cái mùa này á thì nó sẽ khá là giống vào những cái mùa cũ như là mùa 1 và mùa 3, mùa 4 gì đó. Là pháp sư nó sẽ xài skill 2 lần thôi mọi người. Còn những cái mùa mà pháp sư khác á là pháp sư nó được tăng thêm sức mạnh phép thuật. Đấy. Còn mùa này là xài skill 2 lần. Ok. Lõi đầu tiên là trí tuệ siêu công nghệ nha. Tướng nào mà mang trang bị á được tăng thêm máu với lại được hồi mana. Còn kia là tiếp tế thành phần, được 3 mảnh trang bị nhỏ. Còn kia là túi cứu thương nha. Ok, và là 3 sao luôn, khá là dễ. Rồi, chỉ cần con Nami 3 thôi thì em sẽ tiếp tục up cấp và kiếm đủ cái form bài. Đó chính là 7 pháp sư nha. Hiện tại là mình bỏ thêm con Chitana vào để mình có thể có thêm một cái con cốc này luyện rồng ở đây mà. Nhưng mà là nuôi cốc rất là tuyệt vời. Cái tộc tên là luyện rồng nhưng mà đi nuôi cốc mọi người à, không hiểu luôn. Ông này có kia pháp sư à, mình nhớ không nhầm á là có kia pháp sư nó bị fit rồi á. Tại vì có kia pháp sư á, nếu như mà nó không bị fit á là nó bắn anh tiêu liên tục luôn. Mình nhớ không nhầm á là bây giờ nó phải là sao ta, xài skill mà tốn mana á thì nó mới tính là là cái pháp sư ở đây mà. Tại vì mana của Koki này là có 40 mana à, mà nó xài skill 2 lần đi chung với pháp sư và cái blue các kiểu á là nó sẽ hồi lại luôn. Nhưng mà bây giờ thì nó không được tính như vậy nữa. Nói chung là bị fit rồi đây mà, bị loại bỏ cái hiệu ứng cộng dồn nữa rồi. Nước mắt đây rồi, tôi xin cái nước mắt nha. Ok. Đây
Sojin với lại là giao điện là quá ok rồi. Thường tướng carry là phải cần 3 đội chuẩn, nhưng mà riêng con Nami này anh em chỉ cần 2 đội chuẩn thôi. Mình nghĩ là không có cần phải đồ chuẩn cho lắm đó, nhưng mà nếu mà có hai đồ này thì vẫn là đẹp nhất. Hiện tại là mình còn rất là nhiều bài meta hoặc là làm những cái đồ gì thử thách ở trên kênh mình đó, thì nên là xem tới hay hãy cứ để làm một like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, động lực cực kỳ lớn luôn ha. Rồi Stylus 2 style Nami ghép luôn cái gậy nha, tại vì cái gậy này thì chắc chắn là xài được anh em, có thể đi chung với quỷ thư nè, hoặc là găng bảo thạch nè, hoặc là quyền trượng nè. Nhưng mà mình nghĩ là cái món ngon nhất vẫn là quyền trượng. Món ngon nhất vẫn là quyền trượng anh em à. Nên là mình sẽ đợi ở cái round 4.7 kia mình roll mình đổi đồ là ổn. Mùa 7 này được một cái là nó không có chủ thua anh em à. Buồn lắm. Mất chủ thua rồi. Nhưng mà được một cái là nó sẽ có những là cái tộc hệ hắc tiền hắc đồ. Mà mấy cái chỗ thua còn lại là kỷ niệm thôi. Khá là buồn. Cũng mạnh, cũng mạnh, cũng mạnh. Ok. Hợp lý các bạn ơi. Chính pháp sư luôn à. Cái này là phải có ấn và các kiểu mới được. Trời, level 7 từ Rajasu nè. Cái này mà là Jesus pháp sư nó cũng chiến à. Mình nhớ không nhầm là Jesus có 25 mana thì phải. Jesus có 25 mana này mà. Nó mà cho cái blue hoặc là bàn tay công lý cũng được. Hoặc là cái lõi mà nguyên tối luôn á. Cái lõi đó khi mà giết một mạng là hồi lại mana đây mà. Nó còn ít mana như là các ma hoặc là Jesus hoặc là có khi cầm nguyên tối luôn nó bắn rồi thôi chứ. Chắc là nhất cái nách. Hôm nay chơi hệ Ngọc Long. Đã có Neko 2 sao luôn rồi. Cái tộc này thì có rất nhiều tướng carry, nhưng mà mình thấy chủ yếu vẫn là con 1 là Ash, 2 là Cắt Ma, 3 là con rồng COU gì đó. Mạnh thế. Cái tộc này nó cũng lỗi lắm mọi người ơi. Nói chung là cũng là một cái tộc mà dễ chơi đó. Nhưng mà cái sức mạnh này chắc chắn là không có bằng bài Nami này rồi. Mình chưa tối u đồ thôi, mình chưa ghép đồ mà. Ôi vàng kìa. Mình cần nước mắt mọi người à. Có dao điện à. Không nước mắt ta. Xu nhờ. Ok, trời ơi. Còn dư một cái dao điện luôn mà. Có vải trưởng à. Nước mắt chem cái này. Rồi. Đây là ba món đồ mà phải gọi là có thể chuẩn nhất cho Nami carry nha mọi người. Nếu như mà anh em không có kiếm được đồ chuẩn á, thì mình cũng không biết có sức mạnh được như cái bà này hay không. Anh em cứ thử chơi đi nha. Cái đồ này không biết ghép cái gì luôn á. Kiếm nước mắt nhưng mà lại dưa ra một cái dầu điện nữa. Khổ chưa. Lắp luôn một cái dây kê đi. Kiếm súng luôn nha. Rồi. Cho nó tối ưu đi mọi người. Ok là level nào. 6 pháp sư. Giờ còn thiếu con Zoe nữa. Còn thiếu con Zoe nữa mọi người ơi. Hiện tại là mình đang bỏ con Lulu vào này. Hồi nãy mình bỏ Chitana ra rồi. Bỏ Lulu vào là kích được bí ẩn luôn. Úi xoài. Hello bạn. Hồi nãy là chơi cái hệ Thượng Long Nhất Vàng Illui 3 sao luôn. Skatner 3 và Lai Sắp 3 luôn rồi kìa. Full 3 rồi mọi người ơi. Chứ còn Lai 3 nó là full 3 đó. Tại vì ông này ông lấy được một cái lõi Thượng Long khi mà roll lần thứ 5 là có 50% tỷ lệ rớt ra thêm một cái phần quà nhỏ nữa. Một đống tiền nữa. Nhưng mà mình xin. Và rớt đồ cũng chuẩn đấy. Nãy xưa. Ok. 7k đam đến từ Nami. Bài này nhay đã được hỏi vì sao luôn.
Naomi mà cầm đồ này ấy nha là nó ăn tiêu liên tục mọi người ạ. Mà một lần ăn tiêu của nó là tính là hai lần nha. Tại vì pháp sư mà. Ba lõi này là lõi lõi kim alon, lõi vàng. Và bữa giờ mình cũng đang săn cái lõi kim cương mà up cấp bằng máu á, mà Ron bữa giờ săn mãi vẫn chưa ra mọi người ạ. Săn từ BBE về Việt Nam luôn rồi mà mãi vẫn chưa ra đấy. Đây hồi nãy mình thu con này đúng không ta? Cái này có cái bài Ngọc Long này, nó châu mà nó lầy nó. Cái này là phải có quỷ thư mới ăn được, tại vì nó hồi máu ghê lắm. Đấy, từ từ nha, vẫn được nha. Cũng hơi khó. Được đó, chắc được đó anh em. Ok, vẫn ăn thì phải này sư. Hồi nãy mình gọi là chưa lắp hết đồ, mình thua thôi, chứ bây giờ mình lắp hết đồ thì thắng rồi mọi người. 11 cái đam. Vãi trưởng cái Nami này. Nó nãy nó hồi máu ghê thiệt đó chứ. Cái con Vala này mình nghĩ mà có đồ tăng chuẩn hoặc là nó mà bay sao sớm á anh em, thì hai con này nó cứ nhây á. Con hồi máu, con hút máu, con hồi máu, con hút máu. Lầy thì con Skarner mình đang bỏ vào để mình cái hệ thượng long này một tí ha. Thượng long này là nó vừa tăng sức mạnh phép thuật nữa nha, nhưng mà tăng một ít thôi chứ không có tăng quá nhiều. Đấy, hồi máu là liên tục luôn, vừa lại bất tử luôn mà. Seiya cũng mạnh á. Seiya này hơn là Riot đã nép nó trước khi mà ra phiên bản chính thức rồi, và cũng như là sửa đổi lại skill một chút. Thôi là giờ game nát bẻ rồi. Yasuo đồ khá là đẹp luôn. Một cái cốc thôi này mà. Mình tính lấy cái quỷ thư đó, nhưng mà giờ lấy cái quỷ thư thì không có cho con nào mang được hết. Với lại là cái ông Ngọc Long kia mình thua rồi mình mới lấy chứ, lại mình thắng mà, sợ gì đâu. Không, khi mà chuẩn cái form bài này rồi là bắt đầu nó mạnh từ từ rồi đó. Giờ cố gắng kiếm thêm con Zoe nữa mọi người ạ. Đã kích 7 pháp sư. Bài này thường là chọn bài level 7 rồi. Chọn bài level 7 với 5 pháp sư với lại là 3 thượng long. Nhưng mà nên muốn mắc binh nhất á thì up 8, up 9 kẹp 7 pháp sư vào là ok. Tại vì con Skarner này nè anh em, mà nó lên được Nami 3 sớm rồi thì có thể bỏ nó ra. Và nếu như mà ra được Zoe á thì anh em có thể chọn bài ở level 8 luôn với 7 pháp sư nha. Thượng long này thì Nami 3 rồi thì không có cần bỏ vào cũng được. Chủ yếu bỏ thượng long này vào để kích hoạt kiếm con Nami 3 cho nó dễ thôi. Ok, đây mạnh nhờ, hồi máu ghê thì có. Zoe nào. Ủa rồng thượng long rồi nhưng mà mình không cần anh em ơi. Ô cái Zoe này ngon, vừa đủ. Đổ đồ lại một tí nha. Rồi 53 rồi thì không có cần bỏ cái Skarner vào nữa nha mọi người. Giờ Ronald kiếm full đồ này 2 sao thì là ok. On 2 này các kiểu nè. On này thì anh em bỏ con nào vào cũng được, bỏ Hecarim vào cũng được. Hecarim vào thì nó sẽ kích hoạt cái hệ kỳ sĩ. Còn bỏ on này thì nó sẽ kích hoạt cái hệ đấu sĩ. Mà hai con tướng này là tướng 4 vàng và có cái kỹ năng khống chế diện rộng rất là ok luôn á. Nên con nào anh em bỏ vào cũng rất là ổn nha. Rồi được con nào trước thì bỏ vào con đó thôi. Con Nami nó hồ máu ảo thiệt chứ. Ui, một phát nó đầy cái máu luôn kìa, anh em thấy không? 14 cái đam. Mình nhìn nó bút máu thôi mà 14 cái đam. Lulu 2 sao, cái Zoe luôn. Một cái cùng đao à. Ok, cái cùng đao hồi nãy chơi Zoe là ngon rồi. Mà lỡ lắp bài nó cái dây kê à. Dây kê hồi nãy biết. Mình tách đồ được mà.
mà cũng đang cho Lulu cũng 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 được cái đây mà. Lulu này nếu như chưa biết thì nó sẽ hó bét á, rất ức chế luôn. Mình nhớ không nhầm là có cái mùa nào mà Zoe nó là tướng nam vàng có skill hó bét ức chế vãi đái luôn, lên được 3 star đúng không, là tem bạn biến thành thú nhồi bông hết. Cộng bạc này mà ra sớm á, tầm lên vào 7 thì thôi chứ chắc là cũng hơi bị ra gì mà này nọ đó. Còn mỗi con ra đi bạn ơi. On nè. Rồi, lên luôn cho em đó nha. Ok, mình lấy đồ ra cho Zoe lại nha mọi người. Cái kiếm súng này á, thì Zoe cầm nó không có hiệu quả cho lắm, tại vì nó có những cái skill như là lock nè, hoặc là Daisy nè, hoặc là bút bất tử nè. Trong tầm 5 cái 6 skill mà nó có này mà thì tầm 4 cái á, là không gây sát thương rồi. Nên cầm cái kiếm súng đó nó không hiệu quả đâu. Ok. Zoe này chỉ cần đồ tốc đánh và là nhiều mana một chút để cho nó xài skill càng lẹ càng tốt, tại vì cứ mỗi lần nó random ra một cái skill mới á, có những cái skill rất 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 là ngon luôn, bất tử nè, thả người đá nè, rồi thả người đá thì nó trâu. Hồi ở server BB này mà nó có cái boom là thả người đá mà. Zoe thả team mình đánh được mà team nó đánh được luôn, xong rồi Zoe mà ba sao nha mà random ra trúng skill đó là anh em thua á, vì người đấy nó sẽ đập anh em tới chết luôn, mặc dù là Zoe của mình mà hơi là nó fix lại trước khi mà cập nhật về server chính rồi, thôi là game max đó. Ủa hôm nay có một cái giáp thiên nhiên luôn à, quá đây phải lóc hai lần đấy không, Nami búp nè, Zoe búp bất tử hai lần nè, hai đứa bất tử nè. Rồi ô nó trâu thật à. Ok, để chỉ có mỏ con Zoe chưa hai thôi. Trời ơi, rai hai luôn rồi mà. Đây là đồ hình full hai, chỉ có mỗi con Zoe thôi nha mọi người. Ông này là chín thượng long, ông này là cuồng long, ông này là chín ngọc long. Mỗi bài có một cái điểm mạnh khác nhau. Ngày nay ba sao cũng 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 trâu đấy. Ui, và la random ra cái quả đồ như này thì sao mà chết được trời. Giáp máu với lại là vuốt rồng mọi người à. Anh em thấy cái bài này nó rác cỡ nào chưa? Nó mạnh một cách vô lý luôn á. Ông này chơi bài set carry à, nó set là đấm nó cũng hơi bị căng đó mọi người ha. Nó cái gì ta? Là cái gì ta? Không biết lấy cái gì luôn mọi người ơi. Thiệt. Không biết lấy cái gì luôn. Rồi hai nào. Ok lên luôn. Tuyệt vời. Vừa la random ra đồ quá đẹp. Đồ vậy sao thua. Đồ vậy sao thua mọi người ơi. Cái con Zoe này là nó tập hợp những cái skill của tất cả mùa trước đó, như là con Janna nè 4 tiền nè, con Kaylee 5 tiền nè, con Daisy của Ivan 4 tiền nè, rồi con Lux nhớ không nhầm là 7 tiền thì phải, 6 hay 7 tiền gì đó anh em ơi, quên 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 mất bẻ rồi. Mà con Lux đó vẫn là một cái gì đó, nó sừng sờ mấy con rồng 10 tiền hoặc là 8 tiền ở mùa này rất là nhiều luôn. Ok. Đâm đùng đồ sao mà thua. Hôm nay 26 máu à, phải hai ra nó mới giết được ổng. Giờ thắng nguyên sàn đâu cũng đâu chết. Ủa, tao quay kìa, phải trưởng ơi. Khi nào lên được tao quay bay luôn trời, phát tự ra hai con. Ảo thật ấy.
không? Mấy cái bài thượng long mà đang 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 khá là mạnh với lại là dễ chơi á, chỉ cần roll tí là được full 3 sao có là ăn cái gì đâu. Mà nhưng mà nên phải cân nhắc chơi khi nào nha, cái bài thượng long đó là phải cân nhắc chơi. Còn cái bài Nami này nó cứ spam cho mình, cứ spam cho mình xin cái lóc nè, bay lên con này tăng khá là trâu, giết nó khá là lâu. Ủa Nami hôm nay cũng đồ chuẩn đấy không, thấy không anh em ơi, Nami cũng đồ chuẩn y hệt mình luôn, còn thêm con Varus đồ chuẩn nữa. Nhưng mà cái form bài pháp sư này mình tuyên bố luôn là mạnh hơn cái form bài thượng long này rất là nhiều đấy. Nó là phải khác, nó là phải khác, tại vì mình có cái Zoe 2 nữa mạnh mà. Ủa mình đánh với ba cái giúp gai, oh my god, ba cái giúp gai mọi người à. Nhiều khi mình làm đồ dị mình lụm từng cái giáp lưới để mình lắp giúp gai từng cái một, nó rất là khổ. Nhưng mà có nhiều trận nó tự ra bay giúp gai luôn mà không có tin được, ảo to đấy. Ok, gấp ba canxi luôn rồi đây mà. Cái này có cái tách đồ là mình cho con On hoặc là cho con Silas cầm ba giáp gai luôn cho nó chiến. Rồi là kiếm Zoe 3 được có không nha. Ôi trời, chắc là không lên nổi rồi mọi người, hết tiền do rồi. Con này là một cái lốc, con kia là một cái bất tử, mình nghĩ là cái lốc ngon hơn á. Đây mình bất tử sẵn rồi. Đây mình đã bất tử sẵn rồi, đi em ơi, lấy cái lốc đi. Lốc một phát nè, lốc hai phát nè, nghỉ chơi luôn. Ok, quên rồi đó. Trò bất tử kìa. Rồi, quên. Ok, và GG tất cả mọi người nha. Và tại mình em, lần sau hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.